Thì chỉ thường xót trò vẽ đàn của người tôi. Lời không hay, ý không đẹp đâu, nhưng mà đầu tiên cũng là sự chân thành của bạn. Cô xin lòng mừng Chúa Giáng sinh. Đêm nay Giáng sinh, Chúa tôi ra đời trong đông lạnh lẽo, dưới mái chuồng chiên một thiên thần nhỏ nằm trong máng cỏ. Thiên sứ vui mừng dâng tiếng hát ca, ánh sáng chói lòa một vùng xa xa. Những nhà thông thái vượt núi băng rừng tới tìm gặp mặt. Ông già tóc bạc chờ đợi bao ngày, giờ đây đã được ấm Chúa trong tay. Ông nói lời hay, mẹ Chúa âm thầm ngày đêm suy ngẫm. Tuổi mới 12, Chúa vào đền thờ làm công việc lớn. 30 tuổi đời, Chúa làm việc trời, truyền giao chân lý. Mong người sáng trí sống đẹp lòng cha. Đến tuổi 33, Chúa chịu cực hình trên thập tự giá. Thân mình Chúa chuộc tội lỗi nhân gian, thế mà trần gian không tin Chúa tỏ. Ngoảnh mặt làm ngơ, cứ sống vô bờ, chạy theo vật chất. Tôi nay nói thật, sống đạo đẹp đời, Chúa cứu cả hai, linh hồn thể xác. Tôi xin ghi tạc để kỷ niệm đời, nhắc nhở loài người nhớ mãi một mùa mừng Chúa Giáng sinh. Cảm